Xin chào quý vị khán giả kênh Đường Phố Sài Gòn. Hôm nay kênh Đường Phố Sài Gòn xin được phép giới thiệu quý vị siêu thị ở tại khu lịch Thác Đam Ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Mời quý vị vào đây thì xem thử coi có siêu thị này bán những gì nha. Đây là cái khu vực mà cổng chính để vào siêu thị. Giờ mình đi vào bên trong thì coi họ bán cái gì nha. Hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần, ngày 29 tháng 11 2020. Hôm nay thì mưa, ngày rất là đông. Mình bước vào phía bên tay trái đây là quầy bán hàng lưu niệm nè. Các loại vòng tay, đồ trang sức rất là đẹp, dây đeo. Ở trên đây là cái móc lưu niệm, móc lưu niệm thành Đam Ri, giá là 15.000 đồng. Ngoài ra còn có những móc khác, móc này gỗ, bằng gỗ à, đây là móc hình những con thú kỷ niệm 12, đây là 12 con giáp. Thì mình ở trong đây thì rất là nhiều con thì chắc phải lựa. Đây thì hồ lô, nhẫn vàng, mắt kiến, kẹp tóc. Đây là chanh heo ha. Anh hướng dẫn này mua đèn pin nè. Này nhiêu cái anh hướng dẫn? 10 ngàn. Cái gì 10 ngàn ba? Nè 10 ngàn nè. Đâu 10 ngàn đâu? Này 10 ngàn hả chị? Cái đèn pin này 10 ngàn hả? Có đâu, anh đem coi nè. 10 ngàn là cái vỏ thôi á. 10 ngàn cái vỏ đây hả? Con mẹ cũng phá chứ. 10 ngàn. Này phá người ta bán đi. Nháy thì thay pin không chị, thay đi. Ôi, không, thì coi, ôi chị, cho ở vô đây em quay clip YouTube mà hướng dẫn này được không chị? À anh này nè. Xem mới mua được coi pin nó. Để xài pin gì? Có nháy hay không? A 3 hay là 2A? Pin nhỏ. Pin nhỏ hả? Coi pin gì, pin nhỏ là pin gì chứ được, có nhiều loại pin lắm mà. Không mua nó đâu mà dưới đây nè. Cái này dặn. Nè. Có pin rồi nhưng mà lắp pin 2A một cục. Này pin sạc không hay pin thường? Cái này đúng không? Pin thường rồi, không phải pin sạc. Pin sạc còn mắc nữa. Pin này nhanh hết rồi. Trời ơi, tiếp tục qua tham quan quầy trà cà phê. Đây là hình những chú voi lưu niệm, dạng như là gấu bông vậy đó quý vị. Đẹp luôn. Lấy nha. What is that? Trà cà phê. Hôm nay là tính tiền. Rồi mình đi tiếp vô cái quầy trà cà phê nha. Từ cổng chính đi vào thì rồi tay phải. Ở đây cũng có quầy tính tiền. Ở đây bán cái món đặc sản kẹo bánh. Đây khu vực là tranh thêu tay.
tác phẩm này là 1,5 triệu. Đây thì bán kẹo bánh đủ loại. Đây. Kẹo dâu tây. Một bịch này là 25.000 đồng. Bánh khoai tây tự nhiên. Bên kia là khoai lang sấy giòn. Qua đây mình coi. Tam 2.000 là một bịch. Một bịch này là gói này là 200 gram. Khá hấp dẫn. Này là đồ thủ công mỹ nghệ, mô hình nhà rông. Giá là 280.000 đồng một cái nhà rông như vậy. Còn cái nhà rông phía trên này thì có giá là 150. Khá đẹp và bắt mắt. Chiếc thuyền độc mộc giá là 120.000 đồng một cái. Nhưng bên đây là mô hình đồng hồ treo tường, giá là 340.000. Thôi xin mời quý vị mình bước nhanh qua quầy trà và cà phê nhé. Bên đây cũng được thủ công mỹ nghệ, kẹt tàn thuốc. Cái hộp này những đồ lưu niệm cũng đẹp lắm. Hộp này là có giá 100.000 đồng. Hộp đựng viết. Đây là những cái gùi 400.000 một chiếc. Đây là những tượng phúc lộc thọ hình cô gái. Phía này thì bán rượu vang, vang Đà Lạt. Vàng. Rượu này không biết là rượu gì đây. Kiết tường tủ giá 152.000 đồng một bình. Cái này sản xuất ở Lâm Đồng. Một bình như vậy là 500ml. Ở bên đây là rượu cần. Hai trăm 70.000 đồng một bình là 6 lít rượu cần Đam Ri. Cái này là rượu vodka, rượu chuối hộp. Cái này là trà Tâm Châu, đặc sản trà Tâm Châu. Những cái dụng cụ mà để pha trà thì bộ này có giá 180.000. Bộ ấm trà 650.000. Này khay trà với lại tách trà luôn thì giá là 890.000 cho một bộ này. Là khay trà thì 890.000. Trà ô long. Một hộp trà là 1.430.000. Trà ô long. Khu vực này trà cà phê. $360.000.
Là nhiêu tiền hộp? Không biết bao nhiêu gram trong đây hả? Mình coi cái hộp khác thôi. À 83 ngàn. Trà cũng sợ 83 ngàn, ta tính tiền tiền hộp cho đẹp thôi. À vừa hộp vừa trà luôn mà. Đây là trà xanh ướp bông lài. Không có ghi ha. Không có ghi. À 100 gram. 100 gram nè. Khối lượng tịnh là 100 gram. Thì tính luôn, chắc là tính luôn cái hộp á. Tính luôn cái hộp. Hả? Cũng đẹp lắm á, này về làm quà cũng đẹp. Hả? Còn đây là cà phê. 96 ngàn. Hay quá anh Trực ơi. Ba trong một. Đó, đây anh Trực hướng dẫn. Nhớ rồi, lát mình lấy được giờ đó, đúng rồi đó. Để chị đừng dọn này nha. Em nó lát ra mua tính tiền sau nha chị. Mua về hả? Ra. Hoặc ở đây là bán đồ thủ công mỹ nghệ, túi thổ cẩm. Và ê, ai lại đẩy cái túi này giữa đường, người ta không mua, để kệ. Rồi một vòng dạo quanh siêu thị của khu lịch Damri. Tôi là bệnh nhân kênh đường phố Sài Gòn, xin cảm ơn và xin chào dòng kính chào. Tôi là Minh Nhân, kênh đường phố Sài Gòn. Chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Bây giờ tôi lại rong ruổi khắp mọi ngã đường Sài Gòn, tìm những điều thú vị để ghi hình và lại được hầu chuyện cùng mọi người. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để có thể xem được những đoạn phim mới nhất từ kênh đường phố Sài Gòn nhé. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.